Rồi, tìm hiểu luật pháp Hoa Kỳ, luật pháp Việt Nam, thân chào anh chị em nha. Trong video clip này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái liên quan đến điền đơn thi quốc tịch cho những người tự điền để tiết kiệm chi phí anh chị em nha. Vâng, điền đơn thi quốc tịch là một cái bước rất quan trọng để anh chị em có thể từ được thường trú nhân trở thành công dân Mỹ. Và cái mức độ cuối cùng là trở thành công dân Mỹ nó rất là quan trọng. Bởi vậy, các thông tin trong đơn thi quốc tịch N400 phải chính xác, phải đúng, phải trung thực, không có được sơ sót. Nếu sơ sót thì có thể làm trì hoãn cái việc trở thành công dân Mỹ, thậm chí là có thể bị từ chối nếu như có cái mình ý mình khai gian hay không trung thực anh chị em nha, không chính xác. Do vậy đây là rất quan trọng. Đương nhiên vừa qua thì vừa có một số chị em có liên lạc hỏi chúng tôi là nhờ hướng dẫn cái liên quan, không phải là toàn bộ cái cách điền. Trước đây chúng tôi đã có video clip hướng dẫn về toàn bộ cách điền đơn rồi, nhưng mà ở đây là liên quan đến cái vấn những cái câu hỏi trong cái đơn, người ta rất là gây hiểu nhầm lẫn, khó hiểu, họ không biết phải điền như thế nào. Đó mới là quan trọng anh chị em nha. Còn những cái mục khác, thông tin nhà, tên tuổi, ngày tháng năm sinh thì cái đó nó rõ quá rồi. Có những cái thông tin trong cái đơn này mà tình trạng của họ họ không hiểu phải điền như thế nào, phải chọn là có hay không, yes or no, họ không biết chọn. Đương nhiên những câu hỏi rất quan trọng, nếu thay vì mình có yes thì mình trả lời no, mình cũng có thể là bị từ chối cho thi quốc tịch nữa, đậu quốc tịch anh chị em. Hoặc thậm chí là có những câu đáng lý rẽ ra mình phải chọn no thì mình không hiểu, mình chọn yes cũng chết mình anh chị em nha. Ở đây rồi, trong cái loạt video clip này về cái điền đơn thi quốc tịch, chúng tôi sẽ giải thích những chi tiết, những cái câu hỏi mà có thể gây nhầm lẫn, hiểu lầm, khó hiểu cho người điền đơn anh chị em nha. Rồi trước tiên trong video phần xin lỗi đã, trước tiên anh chị em thích kênh, like kênh nha, thumbs up, nhớ đăng ký subscribe kênh và chọn cái notification là báo cho thông báo đó thì có cái post mới để được cập nhật các thông tin, các giải thích mới nhất, rõ ràng nhất, đầy đủ nhất về luật di trú, tất cả các những visa cũng như các luật khác liên quan như là luật hôn nhân gia đình, luật đất đai, luật doanh nghiệp, luật thuế thu nhập doanh nghiệp anh chị em nha, thu nhập cá nhân vân vân. Rồi anh chị em nhớ chia sẻ, giới thiệu đến bạn bè để có thể nhiều khi là giúp ích cho họ trong những trường hợp cụ thể của họ, chẳng hạn như trường hợp về điền đơn quốc tịch thế này và các trường hợp khác nữa mà chúng tôi tin chắc rằng không phải cái văn phòng di trú hay văn phòng luật sư, kể cả luật sư Mỹ có được những cái nội dung video clip chất lượng như thế này. Và nếu như anh chị em còn gì thắc mắc, muốn cần hỗ trợ giải đáp, đừng ngại liên hệ với chúng tôi, email tìm hiểu luật pháp Hoa Kỳ a@gmail.com, tìm hiểu luật pháp Hoa Kỳ a@gmail.com, hoặc là nhắn tin, gọi điện thoại, Viber, Zalo, WhatsApp, Signal, Telegram cộng 1 559 900 6872, cộng 1 559 900 6872. Vâng, và cũng không quên nhắc lại anh chị em nội dung tất cả video clip trong kênh này, Facebook, những cái tin nhắn, nội dung của gọi điện thoại, email, trao đổi comment vân vân. Qua lại với anh chị em, tất cả chỉ là tìm hiểu chung về hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, không phải tư vấn pháp lý, cũng không phải nhắm vào một trường hợp cụ thể nào cả anh chị em nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái chủ đề chính đây. Cụ thể có khá nhiều câu hỏi trong cái đơn N400 thi quốc tịch mà những người mà tự điền đơn có thể gây nhầm lẫn cho những người tự điền đơn, hoặc là một số cái người mà không chuyên á, gây nhầm lẫn, khó hiểu, không biết phải điền như thế nào, phải chọn mục nào cho đúng. Và ở đây cụ thể trong cái video lúc này là cái phần về cái câu hỏi số 7A của phần 12 part 12. Nó hỏi là Have you ever not filed a federal, state or local tax return since you become a lawful permanent resident? Cái câu này nó hỏi là bạn đã có bao giờ từng không không nha, không khai thuế liên bang, tiểu bang hoặc thuế địa phương kể từ lúc trở thành thường trú nhân hay chưa? Và người ta hỏi mục đích của câu hỏi này người ta làm gì, và có hai cái phần trả lời yes or no, có hay không. Người ta hỏi để xem mà mình có trốn nghĩa vụ khai thuế hay không, có không chịu khai thuế hay không nha. Thì thông thường tất cả những cái người thường trú nhân đều có khai thuế đầy đủ, nhưng có một số trường hợp như vừa rồi có một anh hỏi tôi đó, hỏi chúng tôi rằng là bây giờ họ đến Mỹ còn cuối năm, còn 3 năm nữa là hết năm 2018 rồi, mà hết năm họ cũng không có đi làm, không có thu nhập nên họ không khai thuế 2018. Sau đó thì họ khai thuế đủ 2019 rồi trở đi, họ khai thuế đủ. Như vậy nếu như bây giờ họ điền đơn thi quốc tịch thì cái câu số 7 này của cái phần 12 này đó, họ phải hỏi rằng là
bạn có bao giờ không khai thuế hay không, thì họ nên chọn có hay là không, có nghĩa là có không khai thuế hay là mình vẫn khai thuế đầy đủ. Hôm nay là vậy, thì ảnh thắc mắc, ảnh nói là tại 3 tháng của năm 2018 tôi không có khai thuế, như vậy giờ đáng lý câu hỏi tôi phải chọn Z có đúng không? Chưa chắc. Anh chị em, mục đích của câu hỏi số 7 phần 12 này, 7A này, người ta nói rằng là bạn nôm na là bạn có từng né không chịu khai thuế không, kể từ lúc thường trú nhân không? Ở đây người ta muốn hỏi là gì? Có nghĩa là mình phải đủ điều kiện buộc luật luật thuế buộc phải khai thuế mà mình không khai, nó mới là mình, nếu mình không chịu khai khi mà đủ cái mức thu nhập theo quy định mà mình không khai thuế cho năm nào đó, bất cứ năm nào kể từ lúc thành được chủ nhân, thì lớn mình mới chọn là Z. Còn nếu như mình vẫn khai thuế đầy đủ thì mình chọn là no rồi, đúng không? Còn nếu như mình có cái mức thu nhập nào đó mà anh chị em nhớ là luật thuế vẫn cho phép miễn không cần phải khai thuế, anh chị em nhớ nha, thuế thu nhập. Lâu nay anh chị em ít nghe đúng không? Cứ nghĩ là phải khai thuế hết, nhưng thực tế không phải. Một là mình không có income, hai là cái mức thu nhập của mình dưới cái mức tối thiểu phải buộc phải khai thuế thì mình được miễn khai thuế thu nhập. Đương nhiên anh chị em là khi một khi được miễn khai thuế thu nhập cá nhân vẫn có thể khai, một khi được miễn khai khai thuế thu nhập liên bang thì có thể vẫn khai thuế thu nhập tiểu bang, nhưng thông thường là miễn liên bang thì có thể cũng miễn liên bang, miễn tiểu bang. Anh chị em nha, ngoại trừ một số người ta có kinh doanh thì phải khai thuế địa phương thì khác, không tính nha, hay là khai thuế về nhà đất không tính. Nhưng mà ở đây người ta hỏi về là mình hỏi là mình có đủ, ý của họ là mình có cái đủ cái mức thu nhập phải khai thuế mà mình không, mình né mình không chịu khai thuế hay không. Ý của câu 7A này là như vậy, có nghĩa là nếu như anh chị em nào mà đi làm đủ thu nhập theo quy định buộc phải khai thuế thì phải khai, nếu không khai đó thì lúc đó phải chú ý là phải trả lời Z, là tôi không có khai. Tôi hỏi là không có khai có đúng không Z? Còn nếu như anh chị em nào mà vẫn khai thuế bình thường mình nói, nhưng có cái mức thu nhập, không có thu nhập trong năm đó, hoặc là dưới mức thu nhập buộc phải khai thuế, thì anh chị em vẫn phải được miễn. Được miễn thì anh chị em chỉ nói là à, không, tôi no, chứ không có cái phải là tôi không khai là tôi phải đánh vô đây đâu. Mục đích của câu 7A là như vậy, có nghĩa là đủ thu nhập mà không chịu khai, chứ không phải không có thu nhập hoặc thu nhập thấp mới không chịu khai. Anh chị em nhớ nha, thu nhập thấp thì hiện giờ theo chúng tôi được biết năm 2022 vừa qua thì cái mức thu nhập gọi là thấp thì khoảng cỡ 11 ngàn mấy đó, dưới cái mức đó anh chị em không bắt buộc phải khai thuế thu nhập, có nghĩa là khai cũng được không cũng được, được miễn đó. Được miễn có nghĩa là thích khai mình khai, còn không thì thôi, không sợ thuế vụ cũng không có phạt mình. Anh chị em nhớ nha, như vậy cái câu 7A này, nếu như anh chị em nào một trong năm không có thuế thu nhập, hoàn toàn không có thu nhập, cũng như họ làm cái thu nhập quá thấp dưới cái mức được miễn, thì anh chị em có thể không khai thuế. Nhưng thông thường người ta vẫn chọn cái phương án khai thuế để có thể người ta nhận cái khai thuế chung với mấy gia đình, với cái người làm là người claim cho dependent để được hưởng lại cái phần kia thôi nha. Thì nếu như ai không khai thuế đó thì vẫn không sao nha, thì mình có thể chọn no ở đây. Còn nếu anh chị em nào thu nhập cao mà không khai thuế là khác, ví dụ trên mười mấy ngàn một người, tính theo hộ gia đình. Cái phần mà tính sao, cái mức thu nhập ra sao, căn cứ vào số người trong gia đình, tôi sẽ giải thích trong cái video clip tiếp theo. Nhưng phần này chỉ nói là vậy thôi. Anh chị em nhớ một điều là có một số trường hợp, nhiều người, một số người là nghĩ rằng là người ta không có khai thuế, nhưng thật sự người ta khai thuế, có khai thuế. Ở đây là những người là khai thuế chung với vợ chồng, con cái, hoặc là đứng vào trong đó gọi là người dependent, dependent mặc dù người ta không có thu nhập, người ta không khai thuế, nhưng người ta vẫn xem là khai thuế chung với những người kia, những người chính đứng anh chị em nha, nhưng vẫn có khai thuế chứ không phải là không nha. Còn giả sử cái người nào mà hồi giờ không có thu nhập, hoặc là thu nhập thấp được miễn, cũng không có khai thuế thu nhập, bản thân họ tự không khai và họ cũng không có đứng vô làm người phụ thuộc của ai hết, thì lúc đó họ mới xem là không có khai thuế. Anh chị em nhớ nha, không có khai thuế, nhưng không khai thuế ở đây là khi nào mà họ, cái trường hợp của họ là không bắt buộc phải khai, được miễn thì họ vẫn có thể chọn no. Anh chị em nhớ nha, như vậy cái câu số 7 này, nếu như những anh chị em nào có thu nhập thấp hoặc là không có thu nhập được miễn, hoặc là có khai thuế chung với ai, mặc dù bản thân họ không có thu nhập nhưng họ có khai thuế chung với ai đó, thậm chí họ là người phụ thuộc, thì họ vẫn là xem là có khai thuế nha, và họ vẫn chọn là no còn trong câu này, chứ không nhất thiết phải Z nha. Z là khi nào là có thu nhập trên mức phải buộc phải khai thuế theo quy định nhưng mà không chịu khai thì chọn Z. Còn nếu có thu nhập thấp, không có thu nhập hoặc không có thu nhập nhưng có thu nhập thấp nhưng khai thuế chung với những người khác thì xem như mình vẫn chọn câu này là no, nó mới đúng, nó mới đúng ý nghĩa của cái mục đích của thi quá tịnh là vậy. Cái đơn thi quá tịnh chị em nha. Rồi cái câu 7B đó là người ta hỏi là nếu như mình có không khai thuế, mặc dù mình đủ thu nhập buộc phải khai thuế nhưng mình không khai thuế, câu 7B nói gì? If you answer yes, did you consider yourself to be a non-US citizen, US resident? Thì ta hỏi là trong trường hợp mà nếu như mình có đủ cái mức thu nhập buộc phải khai thuế nhưng mình không chịu khai, thì trong trường hợp đó mình có từng bao giờ mình nghĩ là mình không phải là người thường trú nhân không, hay là mình
mình có, nếu như được, câu hỏi này nó cũng cho hai hai phần chọn yes và no. Nếu chọn yes có nghĩa là mình coi như mình không phải là người thường trú nhân ở Mỹ, lúc đó người ta sẽ không cho mình thị quốc tịch, không cho mình thị tịch, tước luôn thẻ xanh trục xuất. Còn nếu mình trả lời no, mình nói không, mặc dù tôi không khai thuế, có thể một số nguyên nhân nào đó, nhưng tôi vẫn xem tôi là người thường trú nhân thì không, thì có thể không sao. Đương nhiên thì quốc tịch người ta cũng sẽ hỏi mình lý do tại sao mình đủ thu nhập mình không khai, người ta sẽ hỏi phải giải thích hợp lý. Nhớ nha chị em, giả sử có người nào đủ mức thuế thu nhập trong năm 2019-20 đi, đủ cái thu nhập đủ buộc phải khai thuế không chịu khai. Rồi thì khi thi quốc tịch người ta sẽ hỏi cái câu, đương nhiên câu 7A mình phải trả lời Z rồi. Còn câu 7B người ta hỏi là mình có, nếu trong trường hợp mình không chịu khai thuế như vậy đó, mình có tự xem mình là không phải là thường trú nhân, có nghĩa từ bỏ cái quyền thường trú nhân hay không. Nếu mình nói Z ta trục xuất mình luôn ha. Còn nếu mình nói no thì chắc là mình có lý do tại sao đó mình mới không khai thuế, nên mình không biết là mình không nghe ai đó, mình không nhờ ai giúp được, hay là mình bệnh tật lúc đó mình không đủ, không có thời gian để khai thuế thu nhập. Mình giải thích cho họ thì đương nhiên họ cũng sẽ, mình nói no thì không, tôi vẫn coi xem tôi là thường trú nhân, thì lúc đó khi đi phỏng vấn người ta sẽ hỏi rõ chuyện đó, tại sao mình không khai thuế thu nhập mình đủ, thì mình phải giải thích cho họ, tôi bệnh hay tôi nằm liệt giường tôi không biết. Nên đó thì vậy đó, cái sự kiện bất khả kháng khách quan nó làm cho tôi không thể khai thuế được. Là chị em nhớ nha. Rồi như vậy trong cái video clip này chúng tôi đã giải quyết được cho anh chị em một trong những cái câu dễ gây hiểu nhầm cho người điền đơn, đúng không, cho người thi quốc tịch, đúng không, gây hiểu nhầm, gây khó hiểu, không biết chọn sao cho đúng ha. Rồi hy vọng là video clip này giúp ích cho những ai đang tự điền đơn thi quốc tịch để cắt giảm chi phí ha. Rồi hẹn gặp lại anh chị em trong các video clip tiếp theo, bye bye.